Mời quý vị và các bạn theo dõi trên mục an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Cục đường bộ Việt Nam vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện kế hoạch triển khai chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Trong đó, vấn đề được đề cập nhiều là giải pháp xử lý triệt để tái lấn chiếm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải ra soát, tăng cường phân cấp quản lý đường bộ, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và tổ chức giao thông cho các địa phương để chủ động trong công tác tổ chức quản lý giao thông và duy tu bảo dưỡng, nâng cấp, khắc phục điểm đen về giao thông. Tuy nhiên hiện nay, ở nhiều địa phương, công tác thực hiện còn bất cập, khiến tình trạng chiếm dụng hành lang giao thông vẫn chưa được giải quyết triệt đề. Thời gian tới, Cục Đường Bộ yêu cầu các khu quản lý đường bộ và các sở giao thông vận tải tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ hành lang giao thông, khi tuần tra phát hiện sai phạm phải có văn bản đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh cưỡng chế giải tỏa. Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Hương cùng các sở ngành đơn vị liên quan sớm triển khai thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng bến xe trung tâm ở phía Tây thành phố Thanh Hóa. Theo Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, trong khi chờ xây dựng bến mới, hiện nay bến xe khách phía Tây trên địa bàn phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, mỗi ngày khai thác khoảng 45 chuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và 74 chuyến vận tải hành khách nội tỉnh. Tuy nhiên hiện nay, bến có một số hạng mục đã xuống cấp, vào những dịp nghỉ lễ Tết thường xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ tại một số tuyến đường dẫn vào bến xe. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư sớm xây dựng bến xe phía Tây mới theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu đi lại cũng như hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nổi cộng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông để xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng tập trung kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm. Đây là biện pháp đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Quảng Dương đã và đang duy trì thực hiện nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn ngừa kiềm chế tai nạn giao thông. Cho rằng cảnh sát giao thông không tuần tra kiểm soát trên tuyến đường qua xã, nên người đàn ông này mặc dù trước đó đã uống rượu bia nhưng vẫn điều khiển xe máy và đội mũ bảo hiểm không cài quay đi ra được. Tuy nhiên tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông công an huyện đã kịp thời phát hiện yêu cầu dừng xe kiểm tra lập biên bản xử phạt. Tối qua tôi uống tí từ sáng nay thì không may bị chức năng gặp thổi thì mình chấp hành thôi nhưng Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Quảng Sương xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đi mô tô xe gắn máy lãng lách đánh võng, đi xe lai đèo nhiều người, sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện diễn ra phổ biến. Thực hiện công điện số 05 của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân xảy ra tai nạn. Ngay từ đầu năm, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Quảng Sương đã xác định nhóm hành vi vi phạm nổi cộng là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông và tuyến địa bàn người tham gia giao thông thường xuyên vi phạm từ đó bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm. Kết quả từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Quảng Sương đã kiểm tra phát hiện xử lý trên 1.000 lỗi vi phạm quy định về trật tự giao thông. Việc xử lý đúng người đúng lỗi của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Quảng Sương đã giúp một bộ phận người tham gia giao thông trên địa bàn nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về trật tự giao thông. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm 5 vụ, giảm 6 người tử vong so với cùng kỳ năm 2022. Đối với địa bàn Đông Sương thì trong tác đảm bảo trật tự giao thông thì cũng có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền. Không chỉ trong cái việc ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo mà còn cái vấn đề liên quan đến xem xét trách nhiệm của cán bộ đảng viên liên quan đến vi phạm an toàn giao thông mà trên cơ sở các cái danh sách rồi công an huyện cũng Sương có cái báo cáo. Thời gian tới, học sinh thanh thiếu niên về quê nghỉ hè có thể sẽ gia tăng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường của huyện đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Quảng Sương sẽ tiếp tục huy động lực lượng triển khai nghiêm túc đầy đủ nội dung các kế hoạch văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông và kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, làm tốt công tác điều tra cơ bản, xác định tuyến địa bàn trọng điểm tiềm ẩn sai phạm. Mặt khác, phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh bố trí lực lượng tuần tra khép kín triển khai biện pháp nghiệp vụ hóa trang mật phục, tăng cường kiểm tra xử lý ngoài giờ, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đi xe máy lạng lách đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Chuyên mục an toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.